Câu 160 đến câu 162 đây là một cái bài báo ha. Câu 160, bài báo chủ yếu nói về điều gì? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của bài báo form nào? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc đằng đầu hoặc đằng cuối ha. Câu A, the profitability, cái khả năng tạo ra lợi nhuận của một cái venture, dự án công việc kinh doanh mới. Câu B, consolidation, là cái sự hợp nhất của hai tổ chức, hai công ty. Câu C, the effect, cái sự ảnh hưởng của một cái quy định của chính phủ. Câu D, cái outlook, cái triển vọng long term, dài hạn, lâu dài của một cái ngành công nghiệp. Rồi bây giờ mình vào đoạn đầu của cái bài báo trước em nha. Cùng đọc nào. Đọc từ đề luôn nha. Restructuring, cơ cấu lại, sắp xếp lại để mà chuẩn bị cho cái ngân hàng Fairsworth Capital Bank. Tiếp nào, the government, chính phủ đã approve, đã chấp thuận, đã chấp nhận cái merger, cái việc sáp nhập giữa ngân hàng Capital Status Bank và Fairsworth Regional Bank. Vậy câu này đang nói về việc gì vậy em? Sáp nhập giữa hai ngân hàng này phải không nào? Và cái tựa đề á, nó có cái tên nè, có cái tên ngân hàng là Fairsworth Capital Bank. Đây chính là cái tên của ngân hàng mới được ghép bởi tên của hai ngân hàng này phải không nào? Vậy chắc chắn bài báo này nói về việc gì rồi em? Sáp nhập giữa hai ngân hàng rồi. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu B form nào, consolidation là cái sự hợp nhất giữa hai công ty, hai tổ chức, và hai tổ chức ở đây chính là hai ngân hàng ha. Mình có từ consolidation là sự hợp nhất, nó bằng nghĩa với cái từ merger là sáp nhập đây. Đây ha, ok, đáp án là câu B. Câu 161, điều gì được chỉ ra được nói về ngân hàng Fairsworth Capital Bank? Về từ khóa chính là cái ngân hàng này phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A, nó lên kế hoạch dự định để mà di chuyển headquarters, những cái trụ sở chính của nó sang một thành phố mới. Câu B, nó sẽ giữ tiền công tiền lương ở cái mức hiện tại. Câu C, nó không được dự đoán là kiếm được thêm tiền ngay lập tức. Có nghĩa là nó được dự đoán là không có kiếm được thêm tiền ngay lập tức ha. Câu D, nó sẽ reduce, giảm cái size, cái kích thước, cái quy mô mạng lưới chi nhánh của nó. Sau bây giờ mình sẽ cùng dò tiếp nhanh nha, bởi vì cái ngân hàng này á là được nói xuyên suốt cả bài mà, phải không nào? Mình dò tiếp cái chỗ lúc nãy mình dừng nha. Both banks, cả hai ngân hàng đều thể hiện cái lợi nhuận ở mức trung bình khi mà so sánh với những cái tổ chức financial tài chính khác. Và mỗi ngân hàng thì có những cái điểm mạnh mà các còn lại thì không có. Cho các bạn phải nào, đọc tiếp nha. Ban giám đốc combined được kết hợp của cái tổ chức mới này là Fairsworth Capital Bank mong đợi dự đoán là cái lợi nhuận sẽ bắt đầu cải thiện trong khoảng 5 năm nữa. Vậy có nghĩa là trong khoảng 5 năm nữa thì cái lợi nhuận của ngân hàng này á mới được dự đoán là bắt đầu cải thiện. Vậy có nghĩa là trong khoảng 5 năm nữa thì nó mới bắt đầu kiếm được thêm tiền, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu C phải không? Là nó được dự đoán là không có kiếm được thêm tiền ngay lập tức mà phải chờ 5 năm nữa, khoảng 5 năm nữa, phải không nào? Đáp án là câu C ha. Câu 162, điều gì không được đề cập về cái việc sáp nhập? Đây là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc vào từng đáp án trước nha em, coi trước nào. Cái số lượng chi nhánh của ngân hàng sẽ không thay đổi. Về từ khóa chính là branches, chi nhánh, phải không nào? Em dò xem có không? Câu 162 là câu cuối cùng rồi. Thường câu cuối cùng thì cái thông tin mà để trả lời á, nó sẽ nằm trong đoạn cuối cùng. Mình vào đoạn cuối cùng trước em nha, xem có hay không. Ở đây có từ branches nè, phải không nào? Cùng đọc câu này nha. Sẽ không có cái sự thay đổi nào liên quan đến cái số lượng chi nhánh phục vụ khách hàng của ngân hàng. Vậy là câu ai có đề cập form nào? Tiếp câu B nha. Nhân viên có thể được requested, được yêu cầu giữ những cái vai trò vị trí việc làm khác. Vậy từ khóa chính là different roles, phải không nào? Em dò xem có không. À, đây có từ different position, nó cũng giống nghĩa với từ different roles. Vậy mình đọc cái câu này em nha. Instead, thay vào đó thì một số nhân viên có thể là được yêu cầu chuyển đến cái location, địa điểm mới, hoặc là chấp nhận cái vị trí việc làm khác. Vậy là câu B cũng có đề cập luôn, phải không nào? Tiếp câu C nha. Một số nhân viên thì sẽ được transfer, chuyển đến những cái văn phòng khác. Có luôn, phải không nào? Đây nè, được yêu cầu chuyển sang cái địa điểm mới chính là chuyển sang văn phòng khác đây. Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? Câu D ha, bởi vì câu A, B, C đều được đề cập rồi. Vậy đáp án chỉ có thể là câu D thôi. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Đầu tiên mình có từ restructure, có nghĩa là cơ cấu lại hay là sắp xếp lại đây. Preparation, danh từ có nghĩa là sự chuẩn bị ha. Sự chuẩn bị, đây là danh từ của động từ prepare, là chuẩn bị đấy em. Danh từ preparation là sự chuẩn bị ha. Cái việc cơ cấu lại để mà chuẩn bị cho cái ngân hàng Fairsworth Capital Bank. The government, chính phủ đã approve, là chấp thuận hay là chấp nhận đấy em. Đã chấp thuận cho cái việc merger, danh từ là việc sáp nhập ha. Đã chấp nhận cho cái việc sáp nhập giữa hai ngân hàng Capital Status Bank và Fairsworth Regional Bank. Cả hai ngân hàng thì đã exhibit, đã thể hiện cái lợi nhuận average ở mức trung bình. Mình có từ average là trung bình đây. Khi mà compare to, so sánh với những cái institution là tổ chức ha.
Financial là tài chính, khi mà so sánh với những cái tổ chức tài chính khác. Và mỗi ngân hàng có những cái strength. Mình có từ strength, danh từ là điểm mạnh đây. Strength, điểm mạnh ha. Mỗi ngân hàng thì có những cái điểm mạnh mà cái còn lại thì không có. Board of Directors có nghĩa là ban giám đốc á. Ban giám đốc được combined là kết hợp ha. Combined, kết hợp. Ban giám đốc được kết hợp của cái tổ chức mới này là Fairsquad Capital Bank. Dự đoán cái lợi nhuận sẽ bắt đầu improving, cải thiện trong khoảng 5 năm nữa. Bob Edman từ ngân hàng Capital Status Bank đã được chọn làm Chief Executive Officer, viết tắt là CEO đây, có nghĩa là giám đốc điều hành ha, đã được chọn làm giám đốc điều hành của cái organization, của cái tổ chức mới này. Và Emily Carter từ Fairsquad Regional Bank sẽ giữ vai trò như là giám đốc về tài chính, giám đốc tài chính ha. Ban giám đốc vẫn chưa appoint là chỉ định hay là bổ nhiệm đây. Ban giám đốc vẫn chưa bổ nhiệm chairman là chủ tịch ha. Vẫn chưa bổ nhiệm cái vị trí chủ tịch, nhưng mà spokesperson là người đại diện phát ngôn á, là Ryan Seller đã nói rằng là sẽ có ai đó từ bên ngoài cả hai cái tổ chức này sẽ được tuyển. Mr. Edman đã nói rằng bởi vì cái sự phát triển rapid là nhanh chóng nè. Rapid là nhanh chóng ha. Bởi vì cái sự phát triển nhanh chóng của vùng này cho nên là lay off. Mình có từ lay off là việc sa thải, đem sự sa thải hay là việc sa thải ha. Cái việc sa thải nhân viên sẽ được xử ở cái mức tối thiểu, sẽ được hạn chế ở mức tối thiểu. Instead, thay vào đó một số nhân viên có thể là sẽ được yêu cầu để mà chuyển sang cái location, cái vị trí địa điểm mới, hoặc là chấp nhận cái việc position là vị trí việc làm đấy, vị trí ha. Hoặc là chấp nhận cái vị trí, cái vai trò việc làm khác. Không có sự thay đổi nào mà in regard to liên quan đến số lượng branch là chi nhánh. Về chi nhánh phục vụ khách hàng của ngân hàng. Còn về việc mà cái headquarters, những cái trụ sở chính mới á, sẽ được located, được tọa lạc, được nằm ở đâu thì cái thông tin vẫn chưa được announce, được thông báo, được công bố ha. Rồi tiếp còn 160, có ai mình có từ venture, có nghĩa là công việc kinh doanh hay là dự án kinh doanh đây. Câu bên mình có từ consolidation, có nghĩa là sự hợp nhất ha. Consolidation, sự hợp nhất. Firm có nghĩa là công ty, tổ chức hay là doanh nghiệp ha. Vậy câu B có nghĩa là cái sự hợp nhất của hai công ty, hai tổ chức, hai doanh nghiệp được không nào? Rồi câu C mình có từ effect, danh từ, có nghĩa là ảnh hưởng ha, sự ảnh hưởng. Effect, danh từ, sự ảnh hưởng. Tiếp theo mình có từ regulation là cái quy định hay là quy tắc đây. Regulation, quy định hay là quy tắc ha. Vậy câu C có nghĩa là cái sự ảnh hưởng của một cái quy định của chính phủ. Câu D mình có từ outlook là triển vọng trong tương lai đó, triển vọng ha. Outlook, triển vọng. Long term là dài hạn, cái triển vọng dài hạn của một cái ngành công nghiệp được không nào. Câu 161, câu B mình có từ wage là tiền công hay là tiền lương đó ha. Câu D mình có từ reduce là giảm nè, giảm ha. Rồi tiếp, câu 162, câu C mình có từ transfer, có nghĩa là chuyển. Transfer là chuyển ha. Câu C là một số nhân viên sẽ được chuyển sang cái những cái văn phòng mới, những cái văn phòng khác được không nào? Câu 163 đến câu 166 đây là một cái đoạn trò chuyện trực tuyến ha. Câu 163, cái điều gì được chỉ ra được nói về trường đại học Duluth University? Về từ khóa chính là cái trường này phải không nào? Giải bản trước nha câu A. Nó được tọa lạc, nó nằm gần GoCTech. Câu B, nó đã cung cấp cho GoCTech một cái hợp đồng tài trợ. Câu C, nó nổi tiếng về cái nghiên cứu khoa học của nó. Câu D, nó đã tổ chức cái hội chợ việc làm hàng năm. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau xem từ khóa là Duluth University đang ở vị trí nào em nhé. Ở đây form nào, rồi cùng đọc các tin nhắn này em nha. Cho nói rằng, xin chào mọi người, các bạn sẽ rất vui khi biết rằng ban quản lý đã đồng ý để cử một số người trong số chúng ta đến cái hội chợ việc làm tại Duluth University vào tháng tới. Có một cái đáp án là về hội chợ việc làm là câu nào vậy em? Câu đi phong nào em đọc lại nha, nó tổ chức cái hội chợ việc làm hàng năm. Nhưng trong bài đọc không có nói gì đến tổ chức hàng năm cả, phải không nào? Vậy mình đọc tiếp em nha. Janet Chen nói rằng, thật là một tin tốt, có nhiều sinh viên có lẽ đã được nghe về công ty của chúng ta bởi vì GoCTech chỉ cách cái khuôn viên trường, cái campus, cái khuôn viên trường một cái khoảng cách ngắn. Vậy điều này có nghĩa là gì vậy em? GoCTech ở gần cái trường đại học này, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? À, câu A phải không? Là cái Duluth University, cái trường này nè, được tọa lạc hay là ở gần GoCTech ha? Đáp án là câu A. Câu 164, vào lúc 3:55 thì Miss Kovac có ý là gì khi bà ấy viết You can leave me out.
Sẽ bán trước nha cậu ấy. Bấy cần thời gian để mà train, đào tạo cho một số nhân viên. Cô Bi, bấy không muốn tham dự một cái sự kiện. Cô Si, bấy đã tham gia vào cái hội chợ việc làm rồi. Cô Đi, bấy không có quen với, không có biết rõ về cái quy trình tuyển dụng. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem 3 giờ 55 phút đang ở vị trí nào em nha. Ở đây form nào. You can leave me out. Để hiểu được câu này có ý là gì á, mình phải đọc cái tin nhắn ở phía trước nè em, là 3 giờ 52 phút á, rồi cùng đọc nha. John nói rằng exactly, chính xác, however, tuy nhiên, ngân sách của chúng ta bị giới hạn, vì thế chúng ta cần quyết định xem cái departments, những cái bộ phận phòng ban nào thì nên được đại diện, chúng ta không thể cử tất cả mọi người đi. Thì Miss Kovac nói rằng, cái team marketing của tôi đó vừa mới tuyển được một số người mới vào tháng trước, nên bạn có thể leave me out. Vậy bạn có thể leave me out có nghĩa là gì vậy? Có nghĩa là John có thể loại cái team của Miss Kovac ra, phải không nào? Và Miss Kovac không cần phải đi đến cái hội chợ việc làm để tuyển người nữa. Vậy đáp án nào là không đi vậy em? Cô Bi, phải không nào, là bạn ấy sẽ không có tham dự cái sự kiện. Và sự kiện ở đây chính là cái hội chợ việc làm ha. Đáp án là cô Bi. Câu 165, cái điều gì được nói về câu C-Tech? Sẽ bán trước nha cô ấy. Nó đã bị mất một số nhân viên trong tháng vừa qua. Cô Bi, nó vừa mới release, tung ra ra mắt một cái sản phẩm mới. Cô Si, nó sẽ sớm đóng cửa cái địa điểm nghiên cứu. Cô Ti, nó đang chuẩn bị cho một cái sự mở rộng, expansion, sự mở rộng ha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đọc tiếp cái bài này em nha. Rồi, đọc tiếp cái chỗ dừng lúc nãy nha. Cho nói rằng tôi sẽ lưu ý cái việc đó và tôi nghĩ rằng cái bộ phận accounting, kế toán thì nên tham gia. Ban quản lý cảm thấy rằng là họ sẽ cần thêm sự giúp đỡ khi mà cái việc mua cái công ty Stanfield Incorporated được xúc tiến, được tiến hành. Vậy thì em xem là cái công ty á, GoCTech nó đang dự định làm gì vậy? Mua lại cái Stanfield Incorporated, phải không nào? Vậy thì có nghĩa là nó đang dự định làm gì vậy em? Mở rộng ra phải không? Vậy đáp án là cô. À, cô đi ha. Câu 166, ai sẽ delegate? Mấy cái từ delegate là ủy quyền, chỉ định hay là cử ai đi làm việc gì đấy em? Ai sẽ ủy quyền, chỉ định hay là cử một cái representative, người đại diện đi đến cái hội chợ việc làm? Vậy thì từ khóa chính là delegate representative, phải không nào? Em xem mà đáp án là những cái tên ha. Ok, và bây giờ mình vào từ khóa cùng với những cái tên đi em. Giờ tiếp ha. Ở đây có từ send someone là cử ai đi đâu nè em. Vậy mình đọc cái tin nhắn này nha. Peter nói rằng tôi cần supervise, giám sát cái việc kiểm tra sản phẩm ở cái department, cái bộ phận nghiên cứu và phát triển trong một vài tháng tới. Tôi có thể cử ai đó tới cái vị trí của tôi hay không? Thì John nói rằng tất nhiên rồi, bạn chọn ai? Peter. Thì Peter Mercer nói rằng Amy Linton. Có nhiều bạn sẽ đánh vào Amy Linton nhưng em coi chừng cẩn thận nè. Amy Linton là cái người được cử đi. Vậy Amy Linton chính là cái representative, cái người đại diện đi. Còn cái người mà cử Amy Linton đi á, ủy quyền cho Amy Linton đi, chính là ai vậy em? Peter, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu B mới chính xác nha. Rồi cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng và thường xuyên ra thi trong bài này các em nha. Đầu tiên John nói rằng Hi everyone, xin chào tất cả mọi người. Các bạn sẽ rất là vui khi biết rằng management là ban quản lý đó, đã cho tôi cái approval. Mình có từ approval là danh từ của động từ approve. Động từ approve là chấp thuận hay là chấp nhận. Còn danh từ approval là sự chấp thuận ha. Ban quản lý đã cho tôi cái sự chấp thuận, có nghĩa là đã chấp thuận cho tôi, đã đồng ý cho tôi cử một số người trong số chúng ta đi đến cái fair là hội chợ, career là việc làm hay là nghề nghiệp ha. Đi đến cái hội chợ việc làm nghề nghiệp tại trường đại học Duluth University vào tháng tới. Janet Chen nói rằng, thật là một cái tin rất là tốt. Có nhiều sinh viên có lẽ đã nghe về cái công ty của chúng ta bởi vì GoCTech chỉ cách cái campus là khuôn viên nè. Campus là khuôn viên ha. Chỉ cách cái khuôn viên của trường này một cái distance, mình có từ distance là khoảng cách, một khoảng cách ngắn. John nói rằng exactly, chính xác, however, tuy nhiên, ngân sách của chúng ta thì có giới hạn, vì thế chúng ta cần quyết định xem cái department, cái bộ phận, phòng ban nào thì nên được represent là đại diện ha. Nên được đại diện, chúng ta không thể cử tất cả mọi người đi. Melissa nói rằng cái team marketing của tôi á, thì đã recruit, mình có từ recruit là tuyển dụng đi, thì vừa mới tuyển dụng được một số người mới vào tháng trước, nên bạn có thể bỏ tôi ra, loại tôi ra. John nói rằng tôi sẽ lưu ý việc đó và tôi nghĩ rằng cái bộ phận accounting là kế toán nè. Bộ phận kế toán thì nên participate là tham gia ha.
nên tham gia, ban quản lý cảm thấy rằng là họ sẽ cần thêm cái sự giúp đỡ khi mà cái việc purchase, cái việc mua cái công ty Sandfield Incorporated của chúng ta đó, nó được tiến hành, được xúc tiến. Tôi sẽ nói chuyện với lại Susan Edwards về việc này. Peter Mercer nói rằng tôi sẽ cần phải supervise, mình có từ supervise động từ á, là giám sát ha. Tôi cần phải giám sát cái việc kiểm tra sản phẩm ở cái bộ phận nghiên cứu và phát triển trong một vài tháng tới. Vì thế tôi có thể cử một ai đó thế vị trí của tôi được hay không? Thì John nói rằng, of course, tất nhiên rồi, bạn sẽ chọn ai, Peter? Thì Peter nói rằng, Emma Linton, cô ấy không có nhiều experience, là kinh nghiệm nè, cô ấy không có nhiều kinh nghiệm ha. But, nhưng mà cô ấy khá là knowledgeable, hiểu biết đem. Hiểu biết hay là có kiến thức ha. Cô ấy thì rất là hiểu biết, khá là hiểu biết về cái needs, những cái nhu cầu, yêu cầu của cái bộ phận phòng ban của chúng tôi. John nói rằng, that's fine, tốt rồi, ổn rồi. Perhaps, có lẽ như là, dường như là ai đó mà đã được tuyển dụng, đã được thuê, employ là thuê hay là tuyển dụng đem, đã được thuê, đã được tuyển dụng trong một cái khoảng thời gian short term ngắn hơn, thì có thể provide, cung cấp, đưa ra cái perspective. Mình có từ perspective có nghĩa là quan điểm, cách nhìn hay là viễn cảnh đem. Ở đây có nghĩa là quan điểm hay là cách nhìn ha. Có thể cung cấp, có thể đưa ra một cái perspective, cái quan điểm, cách nhìn valuable, có giá trị về việc what it is like, sẽ như thế nào khi mà join, gia nhập vào công ty của chúng ta. Câu 163, câu B mình có từ sponsorship, có nghĩa là cái sự tài trợ đây ha. Câu C mình có từ well known for, là nổi tiếng về cái gì ha. Well known nó bằng với từ famous, nổi tiếng về cái gì ha. Câu 164, câu D mình có từ be familiar with, có nghĩa là quen với hoặc là hiểu biết rõ về cái gì ha. Quen với hoặc là hiểu biết rõ về cái gì. Hiểu biết rõ về. Recruitment là danh từ của động từ recruit ở phía trên đây, có nghĩa là sự tuyển dụng ha. Recruitment là sự tuyển dụng. Rồi tiếp, process là quá trình, quy trình. Phải recruitment process là cái quy trình tuyển dụng á. Câu T là cô ấy không có quen biết, không có quen với, không có hiểu biết rõ về cái quy trình tuyển dụng. Câu 165, câu B mình có từ release là tung ra hay là ra mắt một cái gì đó mới ha. Câu B là nó vừa mới tung ra, ra mắt một cái sản phẩm mới. Câu T mình có từ expansion là gì em? Sự mở rộng ha. Expansion, sự mở rộng. Câu 166, mình có từ delegate. Delegate là ủy quyền, chỉ định hay là cử ai làm việc gì ha. Representative gặp rất nhiều là người đại diện phải không nào. Vậy câu 166 thì A có nghĩa là ai sẽ đại diện, ai sẽ ủy quyền, chỉ định cái người đại diện đi đến cái hội chợ việc làm từ hôm nào. Câu 167 đến câu 169 thì là một cái schedule, lịch trình ha. Câu 167, cái gì được lịch trình diễn ra ngay sau cái talk, cái bài nói chuyện, cái bài diễn thuyết của Dr. Simon. Về từ khóa chính là after Dr. Simon talk form nào. Sẽ bán trước nha. Câu A là một cái bài thuyết trình, video. Câu B, một cái intermission, cái gì đó ngắn form nào. Câu C, một cái bài nói chuyện, một cái bài diễn thuyết về những cái dự án của chính phủ. Câu D, một cái bữa trưa kéo dài một tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem từ khóa là after Dr. Simon's talk nằm ở vị trí nào em nhé. Câu đầu tiên mình vào từ đầu luôn nha. Đây là một cái lịch trình của những cái sự kiện, form nào có thời gian và sự kiện diễn ra này. Em vào xem có từ khóa hay không. Ở đây có từ Dr. Simon nè em. Presented được trình bày bởi Dr. Simon. Phải Dr. Simon trình bày cái bài thuyết trình, cái bài diễn thuyết về researching, nghiên cứu và chọn ra cái sự trợ cấp phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Mà cái bài này thì được follow, được theo sau bởi một cái giờ nghỉ giải lao 15 phút. Vậy thì em xem nè, ngay sau cái bài thuyết trình, cái bài diễn thuyết của Dr. Simon là gì vậy? Là một cái giờ nghỉ giải lao 15 phút phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy? Giờ nghỉ giải lao thì không thể nào là câu A được rồi phải không nào? Câu B mình không biết, để đó nha. Còn câu C là gì? Một cái bài nói, một cái bài thuyết trình cũng không phải luôn. Rồi câu D là một cái bữa trưa một tiếng cũng không phải luôn em. Vậy đáp án mình loại trừ ra là câu nào vậy em? Câu B form nào? Thật ra mình có từ intermission, nó bằng với từ break, là nghỉ hay là giải lao đây ha. Vậy câu B là một cái giờ nghỉ, cái giờ giải lao ngắn được không nào?
Có 168 cái điều gì không được chỉ ra, không được nói về Miss Summers. Vậy từ khóa chính là Miss Summers, phải không nào? Đó là dạng câu hỏi loại trừ mình đọc vào từng đáp án trước nha em. Có ai trước ha? Cô ấy sẽ tham gia vào cái việc xem xét, đánh giá những cái bản đề xuất, những cái sự đề xuất về từ khóa chính là Review, Proposal, phải không nào? Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Miss Summer cùng với những cái từ khóa này ở vị trí nào em nha, có hay không? Đây có Current Summers nè, em dò xem có Review, Proposal hay không? Không có phải không nào? Rồi tiếp đi em. Ở đâu có nữa? Ở đây có Current Summer nè, em đọc nha. Đây, a review, một cái bài nhận xét, đánh giá. Những cái proposal, những cái sự đề xuất, những cái bản đề xuất được facilitated, được hỗ trợ giúp đỡ bởi Karen Summers. Vậy câu ai có phải không nào? Là bà ấy có tham gia vào việc đánh giá, nhận xét những cái đề xuất ha. Rồi tiếp câu B. Bà ấy là một cái proprietor, là chủ sở hữu đây em. Bà ấy là một chủ sở hữu của một doanh nghiệp, có không? Có phải không? Lúc nãy mình thấy rồi đó. Đây nè, Karen Summers chính là chủ sở hữu của một cái cửa hàng sửa chữa điện thoại ha. Vậy là câu B có đề cập luôn. Rồi tiếp câu C đi em. Cô ấy dạy những cái khóa học ở trường đại học. Rồi em dò xem có hay không nha. Ở đây là không có rồi nè. Ở đây có không em? Không có khóa học giữa trường đại học hết phải không nào? Em dò xem có chỗ nào là Current Summer nữa hay không. Ở đây phải không nào? Khúc cuối luôn. Đọc cái bài bế mạc, cái bài kết thúc. Current Summer đọc bài bế mạc kết thúc cũng không có nói gì đến việc giảng dạy ở trường đại học hết phải không nào? Rồi tạm thời để đó nha. Tiếp câu đi. Bà ấy là cái người nói chuyện cuối cùng của sự kiện đúng không? Đúng, hồi nãy mới dò xong phải không nào? Là bà ấy là người đọc bế mạc, đọc cái bài kết thúc, cái bài bế mạc của cái sự kiện. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu C là không có được nói đến, không có được đề cập đến ha. Câu 169. LPSPA yêu cầu attendees, những người tham gia, những người tham dự làm gì? Về từ khóa chính là LPSPA và attendee, form nào? Sẽ bán trước cho câu A, chia sẻ những kinh nghiệm về việc khởi nghiệp. Câu B, register, đăng ký cho cái buổi hội thảo. Follow up tiếp theo, câu C, tránh gây ra cái sự quấy rầy về tiếng ồn, có nghĩa là tránh gây ra tiếng ồn nè. Câu D, sử dụng cái phòng họp cho cái mục đích thảo luận cá nhân. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem từ khóa đang ở vị trí nào em nha. Câu cuối cùng rồi mình vào đoạn cuối cùng luôn nha. Em xem này, đó chính là LPSBA nè, form nào, và kế bên có từ participants là những người tham gia, những người tham dự, nó bằng nghĩa với từ attendee đó. Rồi mình đọc câu này nha. Cái hiệp hội này thì muốn tất cả những người tham gia, những người tham dự get out of, thu được lợi ích, có được cái lợi ích nhiều nhất từ cái buổi hội thảo without, mà không có distractions, cái sự sao lãng nào. Trong suốt cái buổi hội thảo thì vui lòng switch off, hãy tắt điện thoại di động và những cái thiết bị khác mà nó có thể tạo nên âm thanh. Và những người tham dự được yêu cầu làm gì với em? Phải giữ yên tĩnh tuyệt đối phải không nào? Không được tạo nên âm thanh, không được gây ra tiếng ồn để làm sao lãng ha. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu C phải không nào? Là tránh gây ra những cái sự quấy rầy, tránh gây ra tiếng ồn ha. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Đầu tiên mình có từ association, có nghĩa là hiệp hội đấy em. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ ở Lake Point, viết tắt là LPSBA. Workshop, cái buổi hội thảo. Proposal là việc đề xuất hay là sự đề xuất ha. Grant là trợ cấp, cái buổi hội thảo về việc đề xuất trợ cấp cho doanh nghiệp nhỏ, diễn ra vào thứ Tư ngày 11 tháng 8, từ 8 giờ đến 5 giờ 30 tại cái trung tâm Lake Point. Đây là lịch trình cho những cái sự kiện. Từ 8 giờ đến 8 giờ 30 sáng là sign in, là đăng ký đấy. Đăng ký và dùng cái điểm tâm sáng Continental Breakfast, là một cái buổi điểm tâm sáng gồm có cà phê, bánh mì và mứt ha, từ 8:30 đến 9 giờ sáng. Lời chào mừng và mở đầu được đọc bởi Karen Summer, là President, chủ tịch của LPSBA. Owner, chủ sở hữu của một cái cửa hàng sửa chữa điện thoại. Từ 9:00 đến 10 giờ sáng là một cái bài diễn thuyết, cái bài thuyết trình về researching, nghiên cứu và chọn ra cái grants, những cái trợ cấp applicable, là phù hợp đây. Applicable là phù hợp ha. Những cái trợ cấp phù hợp với doanh nghiệp của bạn được theo sau bởi một cái giờ nghỉ giải lao 15 phút. Presented, được trình bày bởi Dr. Brian Simon, giáo sư về phát triển doanh nghiệp ở cái trường đại học Jefferson. Từ 10:15 đến 12 giờ là một cái bài thuyết trình về fundamental. Mình có từ fundamental là những nguyên tắc hay là quy tắc cơ bản nè. Những nguyên tắc hay là quy tắc cơ bản khi mà viết đề xuất trợ cấp. Writing, viết một cái bản đề xuất, một cái sự đề xuất thành công. Presented, được trình bày bởi Lucy Hargitay. Administer,
Administrator, quản lý hay là ban quản trị của cái phòng phát triển doanh nghiệp chính phủ. Từ 12 giờ đến 1 giờ là dùng cái bữa trưa tại phòng Edward Craig Lunch. Từ 1 giờ đến 2 giờ 30, a review, một cái bài nhận xét đánh giá ha, về những cái bản đề xuất trợ cấp của doanh nghiệp. Sessions, những cái buổi này á, thì sẽ được conduct là tiến hành hay là thực hiện đấy. Conduct, tiến hành hay là thực hiện ha. Sẽ được tiến hành thực hiện theo những cái nhóm lớn. Divided, một cái từ divide là phân chia ha. Được phân chia theo cái loại hình doanh nghiệp nè, được theo sau bởi ở cái buổi giải lao, cái giờ giải lao 15 phút. Facilitate, mấy cái động từ facilitate là tạo điều kiện hay là hỗ trợ, giúp đỡ đây. Facilitate, tạo điều kiện hay là hỗ trợ, giúp đỡ ha. Được hỗ trợ giúp đỡ bởi Karen Summer, Oliver Hadley và Francis Connors. Từ 2 giờ 45 đến 5 giờ, Optional Grant Proposal Review, nhận xét đánh giá, đề xuất trợ cấp. Optional là tự chọn đem bởi tất cả những người thuyết trình trong những cái buổi gặp one in one. Mình có từ one in one bằng với từ face to face, có nghĩa là trực tiếp mặt đối mặt giữa hai người đấy. Rồi tiếp, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 là đọc cái bài kết thúc, cái bài bế mạc bởi Karen Summers. Cái hiệp hội này thì muốn tất cả participant là những người tham gia, những người tham dự đó, get out of, mình có cần get out of something, có nghĩa là có được lợi ích hay là thu được lợi ích đem. Có được cái lợi ích nhiều nhất có thể từ cái buổi hội thảo mà không có distraction là sự sao lãng ha. Sự sao nhãng hay là sự sao lãng. During, trong suốt cái buổi hội thảo thì vui lòng switch off là tắt đem. Switch off là tắt ha. Vui lòng hãy tắt điện thoại di động và những cái device là thiết bị, những cái thiết bị khác mà nó có thể gây ra âm thanh, tạo nên âm thanh. Những cái giờ giải lao thì sẽ được cung cấp cho attendees bằng với từ participants là những người tham gia, những người tham dự luôn đấy. Nếu bạn cần thực hiện cuộc gọi hoặc là respond to là phản hồi hay là trả lời đấy, hoặc là trả lời tin nhắn. Ngoài cái những cái giờ nghỉ giải lao này thì vui lòng ra khỏi phòng một cách yên tĩnh, một cách yên lặng và conduct your business và thực hiện cái việc của bạn, làm cái việc của bạn ở lobby là hành lang đấy, ở sảnh hay là hành lang ha. Thank you, cảm ơn. Câu 167, câu B mình có từ intermission đó bằng với từ break. Break, nghỉ ngơi hay là giải lao ha. Brief là ngắn gọn đấy, ngắn hay là gọn ha. Ngắn gọn. Rồi vậy câu B có nghĩa là một cái dần như sẽ lao ngắn được không nào? Câu 168, câu A mình có từ be involved in, nó bằng với lại get involved in, có nghĩa là tham gia vào ha. Câu A là cô ấy sẽ tham gia vào cái việc nhận xét đánh giá những cái bài đề xuất, những cái bản đề xuất ha. Câu B mình có từ proprietor. Proprietor nó bằng với từ owner, là người chủ sở hữu đấy. Cô B, cô ấy là một cái người chủ sở hữu của doanh nghiệp ha. Có 169, câu B mình có từ follow up là tiếp theo. Follow up là tiếp theo ha. Câu C mình có từ disturbance, có nghĩa là sự quấy rầy. Câu D mình có từ private là riêng tư hay là cá nhân đây. Ok. Câu 170 đến câu 173, đây là một cái memo thư báo nội bộ ha. Câu 170, điều gì được thông báo trong cái memo? Sẽ bán trước nha câu A, a plan, một cái kế hoạch để mà nhận những employees, nhân viên permanent, lâu dài mới. Câu B, một cái chương trình incentive mới của công ty. Câu C, cái nhu cầu để mà sản xuất nhiều hàng hóa hơn bình thường. Câu D, cái thang lương nhân viên hàng tháng được thay đổi, được chỉnh sửa. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem cái điều gì được thông báo trong cái memo này em nhé. Kể từ đầu luôn ha. Chúng tôi rất là excited, vui phấn khởi để mà thông báo rằng chúng ta đã nhận được một cái đơn đặt hàng lớn từ công ty Santon Moon Corporation. Santon Moon đã bán rất nhiều sản phẩm của chúng ta và foresee, biết trước được là có một cái sự gia tăng liên tục trong nhu cầu, có nghĩa là biết trước được cái nhu cầu nó sẽ tăng liên tục đấy. Đây là lý do tại sao mà họ yêu cầu rằng chúng ta fulfill, thực hiện một cái đơn hàng lớn hơn cho họ so với chúng ta thường làm. Vậy thì em xem nè, chúng ta phải thực hiện một cái đơn hàng lớn hơn so với chúng ta thường làm. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Rõ ràng là câu C, phải không nào? Là một cái nhu cầu sản xuất ra nhiều hàng hóa hơn bình thường ha. Ok. Câu 171, Miss Pollack yêu cầu nhân viên làm gì? Về từ khóa chính là Miss Pollack và worker, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A,
Take two options into consideration là xem xét hai cái sự lựa chọn. Cô B đào tạo những người hỗ trợ ngắn hạn. Cô C recommend đề xuất những cái chủ đề đào tạo mà họ muốn, họ thích. Cô D kiểm tra cái bảng sao kê lương của họ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Miss Polak và Workers đang ở vị trí nào em nhé. Rồi em xem là Workers chính là người nhận cái thông báo này phải không nào? Còn Miss Polak là giám đốc sản xuất, là người gửi cái thông báo này. Vậy mình phải đọc tiếp cái thông báo này thôi em ha. Từ đây phải không nào? The order. Cái đơn hàng này thì đến hẹn giao hàng là vào cuối tháng 9. Chỉ đoán đọc tiếp nha. Chúng ta unable, không thể hoàn tất cái đơn hàng này mà không thực hiện một số thay đổi. Về cái vấn đề này thì tôi có hai cái sự lựa chọn. Chúng ta có thể mở cửa hoạt động lâu hơn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 và assign, chỉ định nhân viên làm việc thêm ca hàng tuần. Cái sự lựa chọn thứ hai là sẽ hire, thuê thêm nhân viên temporary là tạm thời, train them, đào tạo cho họ một số cái task, cái nhiệm vụ công việc mà nó ít phức tạp hơn và dismiss họ khi mà công việc được hoàn tất. Chưa đáp án form nào, đọc tiếp luôn nha. Chúng tôi cần cái input, cái ý kiến từ mỗi nhân viên. Vì vậy, vui lòng hãy nghĩ xem bạn thích cái nào hơn. Vậy thì em xin là please think. Vui lòng hãy nghĩ xem bạn thích cái nào hơn trong hai cái. Có nghĩa là Miss Polak yêu cầu nhân viên phải suy nghĩ xem họ muốn cái nào, họ thích cái nào hơn trong hai cái sự lựa chọn, phải không nào? Và đáp án là câu nào vậy em? À, câu A phải không? Là xem xét hai cái sự lựa chọn xem họ muốn cái nào, họ thích cái nào hơn ha. Và thường thường thì cái dạng câu hỏi là người này yêu cầu người kia làm gì đấy em? Thì cái thông tin mà để chọn được đáp án á, nó thường chứa từ please ở trong đó hay em ha? Ok. Có 172 cái từ dismiss ở đoạn 2 dòng 4 gần nghĩa với từ nào nhất? Sẽ bán trước nha câu A. Cái câu này hơi khó đấy em, vì đáp án có chứa từ mới khá nhiều ha. Câu A, disregard là coi thường hay là xem thường đó. Câu B, surrender có nghĩa là từ bỏ hay là nhượng bộ ha. Câu C, eradicate là bài trừ, loại trừ đấy em. Câu D, discharge là sa thải ha, cho nghỉ việc, sa thải. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem dismiss đang ở trong ngữ cảnh nào em nhé. Đoạn 2 dòng 4. Ở đây form nào, cùng đọc lại câu này em nhé. Cái sự lựa chọn thứ hai của chúng ta là sẽ thuê những cái nhân viên temporary, tạm thời, train them, đào tạo cho họ một số cái nhiệm vụ, cái công việc mà nó ít phức tạp hơn và dismiss them khi công việc được hoàn tất. Vậy thì em xem nè, những cái nhân viên tạm thời sẽ được thuê, được tuyển, được đào tạo, rồi sẽ dismiss khi mà công việc nó hoàn tất. Vậy có nghĩa là khi công việc hoàn tất thì không có cần họ nữa, phải không nào? Vậy dismiss có nghĩa là gì vậy em? À, là sa thải, là cho họ nghỉ việc, phải không nào? Đáp án là câu đi ha. Discharge nó bằng với từ dismiss, sa thải hay là cho nghỉ việc ha. Ok. Câu 173, cái điều gì sẽ xảy ra nếu mà không có đủ nhân viên sẵn sàng làm việc tăng ca? Về từ khóa chính là not enough staff, work overtime, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Salaries, lương của nhân viên sẽ bị alter, thay đổi. Câu B, một cái yêu cầu đặt hàng sẽ bị deny, từ chối. Câu C, managers, những người quản lý sẽ thay vào thế vào, như là những cái nhân viên provisional. Câu D, những nhân viên short term, ngắn hạn sẽ được nhận, sẽ được tuyển. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau xem từ khóa đang ở vị trí nào em nhé. Có 173 là câu cuối cùng, rồi mình vào đoạn cuối luôn nha. Ở đây có từ enough workers, có từ work overtime ở đây em, đọc câu này nha. Nếu mà chúng tôi có đủ nhân viên sẵn sàng làm việc tăng ca, thì chúng tôi sẽ adjust, điều chỉnh cái lịch trình làm việc của bạn. Otherwise, bằng không, có nghĩa là nếu mà không có đủ nhân viên làm việc tăng ca đó, thì chúng tôi sẽ thuê tuyển những người nhân viên temporary, tạm thời. Phải đáp án là câu nào vậy em? Nếu không có đủ nhân viên chịu làm việc tăng ca thì họ sẽ tuyển nhân viên tạm thời. À, đáp án là câu đi ha. Những cái nhân viên ngắn hạn là nhân viên tạm thời đấy em, sẽ được nhận, sẽ được tuyển, được không nào? Sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Đây là một cái thư báo nội bộ gửi đến cho tất cả nhân viên bộ phận sản xuất của công ty Kinan, gửi từ Polak là giám đốc sản xuất của công ty này. Ngày gửi là 27 tháng 5. Chủ đề là cái opportunity, cơ hội làm việc tăng ca. Chúng tôi rất là excited, rất là vui, phấn khởi để mà thông báo rằng chúng ta đã nhận được một cái đơn hàng lớn từ công ty Santon Moon Corporation. Mình có từ corporation là công ty hoặc là tập đoàn đấy. Công ty Santon Moon đã bán rất là nhiều cái sản phẩm của chúng ta. Và foresee, mình có từ foresee là nhìn thấy trước hay là biết trước đấy. Và nhìn thấy trước được, biết trước được cái growth là cái sự phát triển, là cái sự gia tăng ha. Cái sự gia tăng liên tục trong cái demand là nhu cầu đó. Có nghĩa là nhìn thấy trước được, biết trước được cái nhu cầu nó sẽ gia tăng liên tục ha. Đó chính là lý do tại sao mà họ yêu cầu rằng chúng ta fulfill. Mình có từ fulfill là thực hiện, hoàn thành hoặc là đáp ứng ha.
Đó là lý do tại sao mà họ yêu cầu chúng ta thực hiện một cái đơn hàng lớn hơn cho họ so với chúng ta normally, mình có từ normally là thường, thông thường hay là bình thường nè. Một cái đơn hàng lớn hơn nhiều cho họ so với chúng ta thường làm từ hôm nào. Rồi cái đơn hàng này á, thì deal, mình có từ deal là đáo hạn hay là đến hạn nè. Đơn hàng này đến hạn, vận chuyển giao hàng là vào cuối tháng 9. Chúng ta enable không thể complete, hoàn thành, hoàn tất cái đơn hàng này mà không có thực hiện một số thay đổi. Về cái vấn đề này thì tôi có hai cái options, cái sự lựa chọn. Chúng ta có thể mở cửa hoạt động, mở cửa làm việc lâu hơn hoặc là thêm giờ, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9. Và assign, mình có động từ assign là chỉ định đi. Và chỉ định nhân viên work extra, làm thêm shift, là ca làm việc đó, làm thêm ca làm việc vào hàng tuần. Cái sự lựa chọn thứ hai của chúng ta là sẽ hire, là thuê tuyển, temporary là tạm thời đi. Cái sự lựa chọn thứ hai của chúng ta là sẽ thuê tuyển nhân viên tạm thời, train them, đào tạo cho họ một số cái task, là cái nhiệm vụ công việc mà nó ít complex, là phức tạp đi. Complex là phức tạp ha. Một số công việc, nhiệm vụ mà nó ít phức tạp hơn. Và dismiss là sa thải hay là cho thôi việc, cho nghỉ việc đi. Và sa thải và cho nghỉ việc, và cho họ nghỉ việc khi mà công việc nó được hoàn tất. Chúng tôi cần cái input, cái ý kiến từ mỗi người nhân viên. Vì vậy, hãy vui lòng nghĩ xem là bạn thích cái sự lựa chọn nào hơn. Bạn sẽ gặp những cái người quản lý của các bạn individually, một cách riêng biệt, vào một cái thời điểm nào đó trong tuần này, để mà cho họ biết cái lựa chọn thích hơn của bạn, cái lựa chọn mà bạn thích hơn ha. Rồi tiếp, nếu mà chúng tôi có đủ nhân viên sẵn lòng work overtime, là làm việc tăng ca, làm việc thêm giờ đó, thì chúng tôi sẽ adjust. Mình có động từ adjust là điều chỉnh nè. Thì chúng tôi sẽ điều chỉnh cái lịch trình làm việc của bạn. Otherwise, bằng không, nếu không, thì chúng tôi sẽ resort to. Mình có từ resort to cộng với verb in hoặc là cộng với danh từ, có nghĩa là phải dùng đến cái việc gì, phải sử dụng đến việc gì ha. Thì câu này có nghĩa là nếu mà không thì chúng tôi sẽ phải sử dụng đến cái việc là thuê những cái nhân viên temporary, tạm thời. Cảm ơn cái sự tham gia của bạn từ hôm nào. Rồi tiếp câu 170. Câu A mình có từ permanent. Permanent trái nghĩa với từ temporary. Temporary là tạm thời, còn permanent là lâu dài đấy. Rồi tiếp câu B, mình có từ incentive program. Program là chương trình nè. Incentive program là một cái chương trình mà nó khuyến khích, nó động viên người ta làm một cái việc gì đó ha. Ví dụ ở một cái cửa hàng mà nó tung ra, nó đưa ra cái chương trình incentive, là những cái chương trình ví dụ như là khuyến mãi hay là tặng quà đem, để khuyến khích thúc đẩy người ta mua hàng ha. Ok, rồi tiếp cô C mình có từ good. Có S ở phía sau, goods, danh từ là hàng hóa, được không nào, hàng hóa ha. Cô T mình có từ revise là duyệt lại hay là chỉnh sửa lại ha. Câu 171, câu A mình có từ take something into consideration là xem xét việc gì đi. Take something into consideration là xem xét việc gì ha. Câu A là xem xét hai cái sự lựa chọn từ hôm nào. Câu B mình có từ short term, trái nghĩa với long term là ngắn hạn đi em. Long term là dài hạn ha. Short term là ngắn hạn. Rồi câu D mình có từ statement là bản sao kê. Ở đây là bản sao kê lương nè. Tiếp câu 172. Câu A mình có từ disregard là xem thường hay là coi thường ha. Disregard là xem thường. Câu B mình có từ surrender, có nghĩa là từ bỏ hay là nhượng bộ. Surrender, từ bỏ hoặc là nhượng bộ ha. Câu C mình có từ eradicate. Eradicate là loại trừ hay là bài trừ đi. Eradicate, loại trừ hay là bài trừ ha. Câu D mình có từ discharge, nó bằng với lại từ dismiss, là sa thải hay là cho nghỉ việc, cho thôi việc ha. Ok. Câu 173, câu A mình có từ alter, bằng với từ change là thay đổi đi. Alter, nhóm thứ nhất ha, alter bằng với từ change là thay đổi. Câu B mình có từ deny. Deny là từ chối đi. Deny, từ chối ha. Câu C mình có từ provisional là tạm thời, nó bằng với từ temporary đó. Temporary hoặc là short term cũng được ha, có nghĩa là tạm thời được không nào. Ok.